Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái bộ linh hồn là V45 trong Kiếm Tiên Online nha các bạn. Cái bộ này là bộ linh hồn đầu tiên. Cái bộ linh hồn này từ cái hồi bắt đầu chơi Kiếm Tiên thì là nó đã có rồi, và cái bộ này là các bạn đi phó bản Mộ Long Đế mà các bạn có xem video tôi mới đăng này. Phó bản Mộ Long Đế ngày xưa đi nó dễ, chứ phó bản bây giờ đi vào quái đánh toàn hơn 100.000 thôi, kinh khủng luôn. Đấy. Thì đây là đầu tiên là bộ của chiến sĩ nha các bạn. Đây, bộ chiến sĩ. Đấy. Để tôi bỏ cái cánh này còn nó ra cho nó nhìn cho nó chuẩn chỉ. Đấy. Bộ của chiến sĩ thì là đây là bộ đầu tiên, bộ linh hồn, bộ này là một set màu đen. Nhìn nó cũng khá ngầu đúng không ạ? Hai bên cầu vai nó là hai cái đầu rồng à? Phải đầu rồng ta. Nhưng mà con rồng này rồng có một mắt à? Đấy, và con này là cầm rìu, cái này là đang cầm rìu, cầm một cái phủ và nó cũng có hiệu ứng, cũng sừng xiếc, cũng bộ đen này là bộ này cũng ngầu đấy các bạn. Đấy, non mở này, cái bộ 60 ấy, bộ 60 thì tôi lại không phải, tôi không, không không kiếm được. Cái bộ 45 thì các bạn ra shop ở cái chỗ Mộ Long Đế mua là được luôn, nhưng mà cái bộ 60 thì tôi không mua được. Nó bắt buộc phải có vật phẩm đi phó bản, và đi phó bản quá mạnh quá thì là tôi lười và đi rất là lâu đấy. Và đây là bộ của 45 của chiến sĩ này. Bộ này thì có thể cũng đẹp, tôi cũng đẹp, nhìn ngầu mà. Chiến sĩ thì hầu như tôi thấy bộ nào nhìn nó cũng ngầu lắm, nhìn nó khá là ngầu. Đây bộ cầu vai đằng sau này. Bộ này là bộ hack, bộ này là bộ hack cho hack Heraclit. Đấy, bộ này, nhìn siêu ngầu luôn, bộ đen này. Bộ này cũng đẹp. Chúng ta sẽ đến với bộ tiếp theo là bộ của kỵ sĩ. Bộ kỵ sĩ thì tôi nói luôn là nhìn nó như một người máy luôn. Với cả đây tôi cũng bảo luôn là như là video đầu tôi làm về bộ trang bị 115 ấy, thì là tôi sẽ làm cả nhân vật nữ và nhân vật nam, nhưng vì nó không có sự thay đổi gì nên từ giờ tôi chỉ làm, tôi sẽ làm theo là ba con vật công ấy, là tức là chiến sĩ, kỵ sĩ và thích khách thì tôi sẽ làm về nhân vật nam, còn ba phép thì là tôi sẽ làm về nhân vật nữ đó. Chúng ta tiếp tục về với kỵ sĩ nha các bạn. Đây, đây là bộ của chiến sĩ, các bạn thử so sánh xem bộ nào đẹp nhá. Như tôi đã nói đấy, các bạn nhìn có thấy giống người máy không? Giống người máy dã man luôn, các bạn có trả đâu. Đây, cái bộ này của kỵ sĩ thì lại tôi thấy đánh giá là xấu, nếu không muốn nói là rất xấu. Bộ này thì nó màu xanh, là màu xanh rồi. Đây, hai cái cầu vai thì là như là hai cái động cơ, như hai cái động cơ nó quay các bạn. Đây cái khiên cũng thế. Đấy. Bộ này là bộ 45 và cái mũ cũng vậy, cái mũ nhìn xấu quá. Tôi đánh giá bộ này là xấu, của kỵ sĩ xấu thật sự luôn. Từ bộ 75 lên tôi mới thấy bộ kỵ sĩ nó đẹp. 75 thì bây giờ tôi cũng không biết kiếm đâu rồi. Đây quả kiếm cũng khá là xấu. Đấy. Và cái eo nhìn nó cảm giác tôi thấy nó khá là mất cân đối, các bạn có nhận không? Cầu vai nhìn xấu thật. Tôi đánh giá là bộ của kỵ sĩ 45 là xấu. Bộ này là bộ Achilles. Xấu các bạn ạ. Nhìn như người máy luôn. Cái set của thích khách thì nhìn khá là ngầu. Nó là một cái màu vàng nhìn khá là sang. Màu vàng thì như cái bộ 115 các bạn thấy đấy, nó là bộ màu vàng là của gì nhỉ, của mục sư đấy. Màu vàng nhìn khá đẹp đây các bạn này. Đấy. Màu vàng này xích xiếc, gọi là cái bộ này tôi thấy còn đẹp hơn cả bộ của ấy, ấy. Bộ của kỵ sĩ ấy. Bộ này đẹp ngang ngang với cả của chiến sĩ đấy. Các bạn nhìn hai cái kiếm của nó kìa. Đấy. Cũng xoay xoay nhìn cũng máy móc. Màu vàng óng luôn. Trong ba bộ của vật công thì nếu mà theo cái bộ này là bộ gì? Thanatos à? Theo đánh giá chủ quan của tôi về ba cái bộ vật thì tôi thấy là bộ của chiến sĩ đẹp.
xong là đến bộ của Thích Khách này đẹp đấy, bộ 45 các bạn, bộ 45 của Kỵ Sĩ đúng là thảm họa luôn, đúng thảm họa. Thực ra là bộ này với cả bộ của Chiến Sĩ thì tôi đánh giá là nó đẹp tương đương, nhưng mà cái màu đen của Chiến Sĩ nhìn nó, tôi thấy nó có vẻ nó ngầu hơn, lý do cái ý kiến cá nhân các bạn ạ. Đây là bộ của Pháp Sư, bộ Linh Hồn 45, đẹp ấy chứ, mọi người có nhận không? Nó cũng không có gì ấy, nhìn nó có vẻ nó không được diêm dúa và nhìn không ấy bằng thôi, chứ còn nhìn là cơ bản là đẹp. Nói chung về tạo hình nhân vật nữ ở trong game này rất là chuẩn chỉ, đẹp. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 cứ gọi là chấm hết, dáng gọi là đẹp, mặt khả ái xinh. Đấy. Đây như con cá mập ấy nhờ các bạn nhỉ. Hai cầu vai như hai con cá mập ấy. Bộ này xem là tên là gì. Bộ này là Pro Prometheus à. Tôi thấy nó là tên hình như kiểu như là mấy cái vị thần Hy Lạp hay sao ấy. Không biết có phải không. Đây là bộ của Pháp Sư, bộ này tông hồng. Đẹp. Cái chuôi này các bạn nhìn nhìn, nhìn cái chuôi không? Nhìn nhìn cái trượng nó hơi cùi các bạn có nhận không? Nhìn nó không được ấy, lòi ra cái đuôi nhìn nhìn ấy à. Chuẩn bị lòi này. Đấy. Còn cái cầu vai này khi mà con cá mập này nó há mồm ra thì là nó sẽ tỏa sáng. Và đây là trang phục của mục sư. Trang phục của mục sư là V 45. Để mà nói thì bộ của mục sư này xấu nhỉ. Nhìn nó thế nào ấy các bạn, nhìn nó phèn phèn. Tôi đánh giá là nhìn nó phèn phèn, bộ mục sư nhìn nó phèn phèn. Cái ứng cái gậy lúc đầu nó ngắn này, sau nó sẽ dài ra này. Đấy. Bộ này phèn thật, nhìn phèn ghê gớm luôn. Mũ bọn này không mua ở đây, có mũ đây rồi. Ôi quả mũ này nhìn như là thêm quả mũ á. Từ từ các bạn nhìn cái hiệu ứng nhá, các bạn có để ý cái hiệu ứng không? Đây. Đấy, hiệu ứng này có cái cánh chim, có cánh chim đằng sau này. Có sau cái khiên này nó là V1 là ấy mà nhỉ. Đây khiên 45. Nó quái nào lại lấy hiệu ứng của cái khiên là về bao nhiêu này. Cái khiên này là của bọn nào nhỉ? Khiên này hôm trước ở video tôi có làm rồi mà. Quên. Nhưng mà cái khiên này là hình ảnh không phải cái khiên là V45 các bạn ạ, nó đang bị sai một số. Bộ này là bộ Themis. Themis xấu, bộ này tôi đánh giá là xấu, nói luôn là xấu. Thế nào, bộ này là xấu, xấu quá các bạn ạ, quá xấu luôn, sư xấu. À còn một nhân vật nữa là Triệu Hồi Sư, Triệu Hồi Sư, nhưng mà để tôi long vào cho các bạn, nhưng mà Triệu Hồi Sư lại không đổi được các bạn ạ. Thế với cài rất buồn là cái video này thực sự không được trọn vẹn. Chúng ta chỉ có thể xem cái bộ linh hồn LV45 của năm 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 hệ thôi. Còn cái nhân vật cuối là Triệu Hồi Sư thì tôi lại không thể đổi được đồ. Đấy. Đây tôi sẽ đổi thử cho các bạn thấy. Tôi không đổi được. Có hai cách, một là chúng ta mua trực tiếp và thứ hai là chúng ta đi phó bản. Phó bản thì hôm trước tôi đã đưa vào các bạn xào rồi đấy, quái nó đánh khỏe vãi chưởng, không thể đổi được. Còn đây này, như đây ví dụ như là mấy đồ của chiến sĩ này, đấy tôi mua được ngay, không cần vật phẩm gì. Nhưng mà cái bọn này thì lại, chúng ta lại bắt buộc nó lại cần này. Thế mới cay. Sao lại Instant Gold nhỉ? Tôi cũng không hiểu.
kiểu như là chúng ta không đủ tiền, không đủ vật phẩm để đổi. Chúng ta không đủ vật phẩm để có thể đổi được đấy, thế là rất là buồn vậy mọi người, không đủ được đấy. Thôi nên chúng ta dừng lại ở năm hiện phái thôi. Với cái này thì chúng ta có mặc được không? Cũng không mặc được, cái này phải cùng cha cơ đấy. Với cái đánh giá của mình thì là mình thấy là của chiến sĩ và thích khách là đẹp nhất. Tiếp đến thì sẽ là trang phục của pháp sư, còn trang phục của kỵ sĩ và của mục sư thì đúng là thảm hại luôn. Tôi để đánh giá hai anh đấy là xấu nhất, nhất là kỵ sĩ xấu thật, mục sư xấu chả kém các bạn đấy. Rất tiếc là chúng ta không thể xem được bộ 45 đấy. Bộ này là bộ 115 tôi đã làm rồi đó. Đấy là bộ linh hồn là V45 nha mọi người. Đấy. Là về sau tôi sẽ có bộ linh hồn bao nhiêu nhỉ? 30. Linh hồn Xto 30. Đấy.